Hello, xin chào anh em nha. Thì bữa giờ mình cũng mod nhiều rồi. Bây giờ cũng lâu rồi chưa có mod lại một bản một mod xe ha. Thì ok để một chiếc xe này tự di chuyển nha. Chiếc không phải chiếc này nha, chiếc này trong game. Thì mình mod chiếc này. Chiếc này là nó ghi là S2 nhưng mà thật ra nó là Hayabusa. Chiếc này là chiếc Hayabusa của Suki thằng gió. Ủa, cái xe này nó tự di chuyển nha. Thì cái bản mod này nó đáng lẽ nó đu dài đó nhưng mà nó bị lỗi một chút nè, đứt nè. Tại mình độ rồi á, chiếc này độ rồi. Ban đầu thì nó xấu lắm. Ôi, nhưng mà mình cũng khuyến nghị các bạn là nếu mà các bạn muốn đua xe thì nên dùng chiếc này. Ủa, chiếc này nó mạnh lắm, mình đề nghị nè. Nếu mà khuyến cáo là các bạn là nên nên ấy nha, coi chừng nó tung là sắp mặt. Thì xe ban đầu cái nguyên bản của nó xấu lắm. Nhưng mà khi mà các bạn độ xong á thì nhìn rất là đẹp. Đây. Để mình xuống xe mình cho các bạn coi. Đấy. Khi mà độ xong này nó rất là đẹp nha. Bóng loáng. Đó, màu sặc sỡ nhưng mà nó bị dính cái lỗi này, lỗi cái đít này. Tại vì nơi mình độ cắt đuôi xe luôn á. Đó. Vậy thôi, chiếc này là Hayabusa. Để mình zoom lại cái đồng hồ coi như thế nào. Đó, đồng hồ nhìn cũng rất là gì mà này nọ. Thì nè, giả sử ha. Thì mình nghĩ là mình sẽ bay lên trên này để chạy nó không bị vướng. À, nhưng mà bay lên thì nó đâu có tăng tốc độ đúng quy định đâu. À, cái này phải dùng cái chỗ nào đó. Dùng chỗ nào làm test. À, có chỗ. Để mình tele tới ngay chỗ mà sân bay này. Để mình cho các bạn thấy uy lực của nó. Sửa cái xe cái lại nó mới ngã xuống. Rồi. Đây ha, giả sử ha. Đây dân sân bay nó dài lắm. Ủa, chạy rất là nhanh. Ha. Rồi ok bây giờ nè. 1 2 3. Có may mà mình bay lên kịp. Nói chung mà các bạn mà chạy trong đường xe này mà chạy trong đường 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 bình thường á là có ngày là tung liên tục không chỉnh bất tử là coi như chết hoài. Xe này chạy rất là nhanh, thắng không kịp luôn. Ủa. À, nãy mình cũng có ấy nhưng mà nó tung nhiều quá. Rồi ok bây giờ chắc mình sẽ gọi ra nha F5 nhé, benzin add-on spanner. Thì các bạn có thể vào search Heavensin này, vô trong add-on này. Heavensin này cũng có nè, top bin bay, còn không vô motorbike này bin. Đó. Thì ban đầu nó là chiếc này nè, nó cồng kềnh lắm, nó xấu nữa. Đó. Có bạn có gọi ra nhiều bản nha. Đó, một bản là có cái ở phía sau kiểu như xe độ xe chạy mà xe chạy đường đua như chiếc này, mà chiếc độ này nè, mình nghĩ chiếc này là chiếc độ mà nó lập kỷ lục mà chạy nhanh nhất thế giới rồi, Guinness á. Lập kỷ lục Guinness là mô tô chạy nhanh nhất thế giới là hình như 500 mấy km á. Bằng chiếc này nè, chắc chắn luôn, chắc chắn là chiếc này rồi, kiểu dáng y chang. Thì đó, nó có hai dạng thôi, nó một dạng là vậy vậy. Nó màu nó rất là ban đầu thì móc rất là xấu nha. À, thì nó theo kiểu vậy thôi. Nó không bị lỗi cái đèn này. Nó có đít sau. Nhưng mà khi mấy các bạn tới cái bảng Benny á, cái chỗ độ bên xe Benny. Đây Benny trong clip trong kênh của mình có clip hướng dẫn nha. Các bạn tự search tìm nha coi nha. Kênh của nói chung là những clip của mình hướng dẫn là mod được hết, ổn rất là tốt. Tại vì mình test nhiều lần rồi mình mới ra một video. Các bạn cứ yên tâm đi. Không bị lỗi gì đâu. Fan game thì cũng có lỗi fix fan game rồi. Đó, bây giờ mình chuyển chỉnh này.
Casio mà độ xe thì body work nè. Đó. Thì cái này là cái về trước. Có thể các bạn chỉnh về còn không thì thôi. Đó. Về trước thì nhìn cho nó ngầu hơn cũng được. Cái này là đó, cái đít này. À, các bạn có thể chỉnh ba kiểu dáng mó đít nè ha. Rồi, động cơ. Cái đó. Thôi, cái này thì qua. Nhìn xấu lắm, độ nửa nên xấu. Nó động cơ thì tăng động cơ lên. À, biển số thì không có sử dụng được đâu, nó có biển đâu. Bánh xe này thì các bạn có thể chỉnh cái bánh xe nhìn ngầu hơn ha. Đó. Chỉnh lại cho nó đẹp chút. Chỉnh lại cho nó không có bị xấu cái bánh. Đó, màu bánh xe này. Lớp. Cái này nó chuyển thành màu trắng này. Nói chung là mấy cái này thì các bạn tự mồi ha. Đèn pha thì có thể chỉnh đèn nào cũng được. Xoay lại đó. Thích thôi. Sơn xe thì khuyến nghị là các bạn nên. Cái này thì không có thay đổi gì đâu. Nhưng mà khuyến nghị mấy cái này cũng không thay đổi luôn nha. Nói chung là không có gì đâu. Màu chính ấy. Một là các bạn chơi màu chờ rôm xong rồi chuyển qua, còn nếu mà muốn đẹp á thì vào ánh kem nè, các bạn chỉ nó thành màu màu hồng màu đỏ vậy, như vậy ha. Xong rồi đó, các bạn tiếp tục với vỏ xe xuống đi. Sơn xe mình làm cái đó thôi, một cái chỉnh một cái thôi. Phanh đuôi xe nè, phanh đường phố, phanh cái này thì không biết nó lỗi gì, nó cứ văng ra vậy thôi, mình không quan tâm đâu. Còi qua luôn. Đó, chủ yếu là cái này à, cái latch là cái xe cái màu hồi nãy á. Đó, khi mà các bạn chọn đỏ lên nó rực lên đó vậy ha. Lưu nè, đó tím nè, vàng nè. Đó, cái đỏ nó bị ảnh hưởng nha, thì các bạn có thể chỉnh lại cái màu. Nó hợp luôn với màu đỏ này. Nó vậy thôi đó. À, bộ truyền động tăng lên, tua bin tăng lên. Rồi thôi thoát. Thì nó thành một chiếc xe màu đẹp. Ha. Đó, hai bô. Nhìn bóng bẩy. Cái này thì không có bực Neto nữa đâu. Ít action Neto mình, nhưng mà thực chất ra nó không cần bực đâu. Tại vì nó cũng phun lửa rồi. Mình xe này rất là mạnh. Đó. Đẹp. Ngầu như cái bầu. Có phóng này. Đó. Nó mạnh kinh khủng. Nó mạnh quá. Mạnh quá khó kiểm soát lắm. Thì này mà này đua, gọi là đua chơi, đua giải là chắc này này là bao giật giải luôn. Ôi 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 đó, chết hai lần rồi đó. Nói nào, như vậy là đã chết hai lần rồi. Ôi, tự bóc đầu luôn à, mạnh quá, nó tự bóc đầu luôn. Ôi rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã coi. Ồ, mình chưa có hướng dẫn. Bảy. Rồi ok, mình out ra nha. Mình out ra, mình sẽ hướng dẫn cái mod cái chiếc xe này. Rồi. Để mình mở thư mục game lên cái. Đấy. Rồi thì đầu tiên thì đây. Thì mình cần những cái file này, thì những cái file mà mod xe vừa rồi á, thì mình cũng, nếu mà các bạn đã coi trong kênh mình á, đều đã coi trên kênh của mình á, thì các bạn sẽ giống như những cái bản mod xe này như này đó, thì các bạn sẽ biết mod thôi,
chỉ cần cài thêm cái này vô xe vô thôi. Còn những mấy các bạn mà chưa có mod xe lần nào thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Từ đầu là những file đây, 6 file, những file này mình sẽ để dưới video nha. Ở bộ bốn này, rip5.net, add-ons banner, Vensi để gọi xe F5, game graphic và chiếc xe của mình. Thì các bạn cài ở bốn như bình thường nha. Các bạn cài bốn như một phần mềm bình thường, cài xong mở lên. Mở nó lên thì các bạn chọn vào thư mục game. Nó các bạn mới á, thì nó sẽ kêu các bạn chọn chuyển vô chỗ vô đường dẫn game. Các bạn chọn vô đường dẫn game là net. Net thì nó hiện lên là game GT4 này, GT5 Windows. Các bạn chọn GTA 5 Windows nha. Đó, Windows thì nó sẽ nhảy vô trong đây. Nhớ chọn GTA 5 Windows á. Rồi nhảy vô đây thì các bạn bấm Edit Mode lên, bật Mode lên. Mod lên xong rồi các bạn đến cái Admin Manager này, nút này nè, dành cho những cái bạn mới nha, mà bạn cũ cũng coi lưu ý cái này là các bạn phải coi trong trong cái đây nó đã insert nó hết chưa. Thì các bạn insert nó hết nha, ban đầu nó là màu xanh dương là chưa insert, thì các bạn insert nó hết lên, nó bật màu xanh lá như này là ok, là nó sẽ tự động tạo file mod cho mình luôn. Những các bạn mới nó sẽ tự động tạo file mod luôn. Rồi đó, tạo file mod này luôn, thư một mod này thôi, chứ còn trong đây thì chưa có gì đâu nếu mà các bạn mới nha. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ giải nén những cái file này ra. Ít ơi 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 bậy bậy quá bậy quá bậy quá bậy quá rồi bậy quá rồi giải nén bậy rồi. Đầu tiên mình sẽ giải nén hết tất cả các file ra, giải nén ra có. Nếu mà có muốn mod mà ăn đàng hoàng như vậy thì các bạn cứ tải file về hết ha, xong rồi giải nén ra từng cái. Xong rồi đầu tiên là mình xin cài cái add-on F5 Wensi lên, add-on Wensi banner á. Thì trong đây nó hướng dẫn là cái chỉ có copy vô thư mục GTM5 thôi, thì copy 2B2 file này nè, má vô trong thư mục GTM5, má vô thư mục GTM5 của mình ha, là xong cái add-on banner rồi. Thì tiếp tục với cái xe đó, đây là cái file xe của mình nè, FTB by nè, mình có thể đổi tên cũng được, còn không thì cái giữ này cũng được ha. Các bạn copy file này nè ha, các bạn kéo cho kéo thôi, đừng copy tại vì mới mình cũng chưa có chỉ cho những các bạn mới kéo ha. Thì các bạn vô đường dẫn update nè, update RBS DLC bắt đó, các bạn kéo nó vô, kéo nó vô. Ôi ôi ôi, cái này là file đường dẫn ấy rồi, đường dẫn này là mod nè, đúng update là update. Không, mình bậy rồi, mình bậy rồi nha, lại nha, update nè, x64 nè, DLC bắt đó, vậy thôi. Các bạn kéo nó vô thì nó nằm ở đây ha, đó mình kéo cái file này vô y chang trong đây, kéo vô. Mà nếu mà các bạn không có thư mục game của mình mà không có cái này, không có update hoặc là x64 á, thì các bạn vô trong GT5 nè, vô trong mod. Nếu không có mod thì cái new folder gõ mod nha, mod mods này, xong rồi không có file update thì cứ new folder gõ update ha, không có file x64 thì new folder gõ x64 ha, không có file DLC bắt thì new folder gõ DLC bắt, đó là xong. Kéo file, copy file đó vô, kéo, nếu mà các bạn kéo cũng được, mà các bạn copy cái này nè, bắt vô cũng được, bắt vô cũng được ha, bắt vô là được ha, là nó nằm trong điều sẽ bắt x64 rồi. Rồi các bạn mở cái file real nó lên, readme nè, hướng dẫn nè, các bạn copy đi ngay đường dẫn này nè ha. Các bạn vào trong giùm mình mod nè, update nè, update RBS common data ha. Nếu mà cái game của GT4 của bạn mới không có cái file, cái thư mục này á, thì các bạn đến nè, giống như file mod đây nè ha, cái mod chưa có gì trong đó, thì các bạn vào cái update này của game này, update RBS nhấp vô, rồi bấm copy vô, nó tự động nó copy vô trong mod ha. Rồi các bạn bấm copy, nó tự động nó copy vô trong mod, thì nó copy vô nó sẽ thành này đó, cái mình theo đường dẫn thôi, update RBS common data đó, GT5 mod này, update RBS common data. Rồi kéo xuống, bạn thấy cái DLC list không, bấm edit chuột phải và bấm edit và kéo xuống dưới, thì các bạn copy cái đường link cái file cái đoạn này mà code nãy á,
bắt vô, bắt vô hả? À, khai báo cái xe thôi, bắt vô xong rồi sao nó lại hả? Sao lại mình đang mở game cho mình không sao đâu đó, các bạn sao lại là xong, là cài xong rồi, chỉ còn còn 3 file này fix văn game nữa thôi. Thì cái game grafit nè, thì phiên bản này là hiện tại nó đang hỗ trợ cho 2372.2 là mới nhất ha. Thì các bạn phải coi vô trong thư mục game nè, các bạn vào GT5 nè, bấm chuột phải, bấm property và bấm detail. Các bạn coi cái version của mình, cái file version của mình là file gì, cái phiên bản gì. Mình là 1.02372.2 ha, là cái file này đó, là cái này. Nhưng mà cái bạn có những cái version cũ hơn như cái này đó, những cái version cũ hơn như này đó, thì các bạn coi lại nó như này, thì các bạn chọn đúng phiên bản của mình nha. Còn nếu mà các bạn có những phiên bản thấp hơn á, thấp hơn này, có 1.03502.0 á, thì các bạn nên cài lại game mới. Thì cài lại game mới, mình trang mình cũng có cái clip hướng dẫn cài game này, cài game mới cái link thứ tư á, link thứ tư nó ổn nhất, link tư miễn phí luôn nha. Đó, link website của mình này, các bạn bấm vô rồi coi hướng dẫn ở trong đó. À, thì mình cũng kiến nghị luôn là những cái bạn mà có những cái version như này thấp nè, thì nên cài lại, nên cài lại những phiên bản cái cao hơn đó. Thì cái mà link mà tải game này này của cái link thứ tư thì nó tải phiên bản này là chơi là ổn rồi, ổn ba cháy ba chét là năm 2019 rồi. À, còn những version này cũ lắm rồi ha. Rồi đó, thì như vậy thôi. Như vậy là các bạn chọn đúng đường dẫn phiên bản của mình thì vô trong đây. Thì bạn cái lưu ý này, nếu ít nhỏ đến x5x, thì ít càng nhỏ thì xe ra đường á, cái xe chạy ra ngoài đường nó càng ít ha. Còn nếu mà 5x thì xe ra đường nó càng nhiều, nó năm nhân năm lên đó, vậy đó. Giống như này này, x 0.1x cho phép thì 10 chiếc nó còn có 1 chiếc à. Còn này 5 nhân 5 5 10 chiếc nó thành 50 chiếc đó. Còn các bạn mà muốn ấy cái file y chang game thư mục gốc á, thì chọn cái này, chọn này. Hoặc là nếu mà không có thì cái coi cái một ít thì nó y chang cái móc gốc luôn ha. Rồi các bạn vào trong cái đường dẫn hồi nãy, mod update rồi command data, cái ngay cái điều sẽ ở dưới nó có game fit, các bạn kéo nó vô ha, kéo vô lắp lên cái game fit này ha. Rồi các bạn bấm chuột phải, bấm edit, bấm chuột phải vô game fit, bấm edit, bấm control f, bấm gõ clone. À, ban đầu nó là 60, các bạn chỉnh nó lên 600 là được ha. Rồi save lại, các bạn save nó lại, nó save nó lại là ok. Xong rồi, nó chỉ nhiêu đó thôi, còn hai cái file này nữa thôi. Rip 5 thì các bạn copy ba file bin này nè, bát vô GT5. À, Rip 5.net thì các bạn coi cái file configuration setting này, các bạn chỉ nó thành ba ha, cho nó vậy không bị trùng với Rip 5. Các bạn copy những cái file này, các bạn bát vô trong GT5 luôn, file thư mục game luôn. Rồi các bạn vô game thôi, là nó không bị văng không bị gì hết đó. À, rồi đó, vô game thì các bạn bấm F5 lên đó, năm là bấm mô tô mobile nè, năm các bạn chuyển xuống mô mobile cũng được, còn không là vô search engine cũng có đó. Các bạn chọn top bull buy biết đó, thì nó sẽ ra xe nên cho mình, ra xe mình thì các bạn đến cái chỗ đổ xe, đổ Benny này đó, để lên tới chỗ đổ xe. Tay lên tới chỗ đỗ xe rồi vô đỗ thôi. Đó, thì cái hướng dẫn mod cái đỗ chỗ đỗ xe bên đi thì có trong clip của mình nha, ở dưới đây này, các bạn cứ tìm này, mò này, đó cái đây này, thì nó có hướng dẫn mod á, các bạn vô đó các bạn tìm. Rồi, ở vô 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 này. Đó thì vô xong các bạn đỗ thôi, thích đỗ gì thì đỗ. Mình đổ nhanh luôn nè, để mình đổ nhanh cái này luôn, động cơ nè, giống như là cái này là lòi động cơ ra này, chỗ em mình coi nè đó, các bạn muốn có lòi lòi không thì thôi, không thì thôi cứ chọn cơ bản thôi, động cơ thì nó tăng lên thôi, mod tăng lên thôi, biển số thì hỏi, bánh xe thì chuyển thành kiểu bánh khác cho nó ngầu hơn đó, vậy thôi. Màu xe
lớp muốn chuyển thành màu gì thì chuyển, nói chung là tùy ý. Sân xe thì đó, sân xe thì chuyển ánh kim là chuyển thành một cái màu nào đó nó đặc sắc chút đó, màu đỏ đi, xong rồi chuyển nó nâng cấp những cái này lên hết. Cái này thì không biết, nó văng ra game, nó văng ra từ lui đó, còi nè, lưu ly đó, chủ yếu là cái màu sơn này, này thôi, chuyển thành màu sơn cho nó đặc sắc. Đó. Đó, khi mà chuyển xong á, tu bin nè, tăng cái tu bin chuyển động nè, tăng lên. À, khi mà diễn xong các bạn lên trên cái này lại là coi cái body nè. Coi body này đó, các bạn cứ chọn cái mẫu body phù hợp với mình. Nó vậy thôi. Đó. Ừ. Mà chuyển cái mẫu body này thì nó sẽ bị lỗi ngay cái đít đèn nè, thấy mà đang thấy cái đít đèn. Đó. Nhưng mà tốc độ thì nó vẫn ok nha. Đó. Nhìn ngầu đẹp, nó bị lỗi cái đít đèn này thôi chứ còn không có gì nữa. Rồi đó, cảm ơn cái vậy ha. Đó, đơn giản đẹp, không có gì để bàn. Rồi ok, cảm ơn các tự nhiên chưa gì, cảm ơn, để từ từ mình đua một chút ha. Rồi cảm ơn các bạn sau ha, cảm ơn đã coi clip đến cái khúc này. Ó đèn này, đèn pha này, nhìn tiếp liệu nó mạnh quá à. Chiếc này nó mạnh lắm, các bạn lưu ý nha, bất tử nha, chứ mà không bất tử coi như là khó kiểm soát lắm. Mình chắc luôn, bao chấp các bạn chạy này, chiếc này trong vòng một phút chạy tốc độ max luôn nha, trong đường này nè, trong đường này nha, trong đường có xe, chấp các bạn chạy trong một phút mà không chết, không bật bất tử nha, nó mà không chết nó làm đòn luôn á, nó nhanh kinh khủng. Bạn nào mà không chết chắc mình tôn lên làm thầy luôn. Chiếc này mà chạy một phút mà không, trong đường thành phố mà không tung, không tung làm con luôn á. Ui, thắng cũng không nổi nữa. Chỉnh thắng rồi hết rồi nha. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã coi clip của mình nha. Thôi hay thấy, nếu mà thấy hay có thể like, share, subscribe, đăng ký kênh của Hoàng Gaming để coi những clip mình hướng dẫn boss khác nha. Thằng này mình ghét nó rồi á. Nó dám tung mình nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi clip nha. Nếu thấy hay có thể like, share, subscribe, đăng ký kênh của Hoàng Gaming để coi những clip mình hướng dẫn mod khác nha. Ok, bye.